Với diện tích hơn 12.000 m², sức chứa khoảng 10.000 khách mỗi phiên, không gian khu chợ được thiết kế như chiếc container với hơn 200 gian hàng ăn uống, mua sắm và giải trí. Các chủ gian hàng sẽ được tự do tổ chức không gian của mình sao cho phù hợp với phong cách kinh doanh. Điểm đặc biệt của phiên chợ container là lễ hội ánh sáng, với các phối cảnh đẹp mắt như đường hầm ánh sáng xanh, hình tam giác bằng đèn LED, cây thông Noel phủ đèn LED nhỏ, cao hơn 10 m, cùng nhiều khu vực được trang trí đẹp mắt, đậm chất Giáng sinh như người tuyết, ngôi nhà gỗ. Khu phức hợp Container Jam hiện nay đang được tổ chức đều đặn hàng tuần vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và đến với mỗi một tuần thì mình sẽ có những chương trình cũng như là những cái cách bố trí gian hàng và hệ thống trang trí khác nhau. Và đến với tuần này thì chủ đề của tuần này đó là lễ hội ánh sáng. Cái khu mà mình thích nhất là cái khu sân khấu của cái band nhạc, rất là thích. Nói chung cảm nhận của mình là Jam một nơi rất là lý tưởng dành cho các bạn giới trẻ tụ tập tới đây. Ngoài các gian hàng mua sắm ăn uống được trang trí, mang đến không khí Giáng sinh, lễ hội ánh sáng tại phiên chợ container còn tổ chức các đêm nhạc ở Curtis và các trò chơi nhỏ trên sân khấu trung tâm để phục vụ du khách đến tham quan. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm vui chơi lý tưởng cho người dân tại Cần Thơ trong mùa Giáng sinh năm nay.